Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sếp Hình Nè, Jigsaw Nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một đề tài quen thuộc của kênh chúng ta, đó là hình ảnh những siêu anh hùng. Rồi, theo các bước hiện ra, chúng ta đã có gì ở cạnh bên, đó là màu xanh lá cây. Và cạnh bên này, nó là màu trắng. Cái gì mà là màu xanh lá cây và màu trắng ấy nhỉ? Cái màu xanh lá cây này nó là UU á. Các bạn có đoán ra được đó là cái gì chưa? Thì nhắc tới siêu anh hùng này, anh ấy rất là lực lưỡng. Siêu anh hùng phần lớn đều lực lưỡng hết, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn. Thì nhắc thêm một chút, lực lưỡng màu xanh lá cây, có hướng rồi đó. Còn ai gì nữa nhở? Siêu anh hùng này đã ra được là hai series phim và là một hai gia phụ gì đó trong một series khác. Các bạn đoán ra được là ai chưa? Dễ đoán chết. Nhưng mà nó thật là hai series đó nó không có nổi tiếng lắm. Hai series của đó không nổi tiếng lắm đâu. Cái mặt hiện ra rồi. Đó, thấy rồi đó. Đó chính là Hulk. Thì trong hai phim của Hulk ảnh đóng thì nói chung cũng được, nhưng mà dạng như kịch bản nó không có được hay cho lắm. Đúng vậy, nó là giảm mất tài năng. Tội hút ngoài đi. Nhớ, tác phẩm đó anh thật. Cho tôi biết, chúc các bạn vui nha.